Rồi, hello anh em đã quay trở lại kênh của anh Biker ha. Bữa nay ngày mưa, đúng ra giờ này là mấy anh em mình đi ký giấy xe rồi, nhưng mà mưa quá, sẵn tiện rảnh quay clip cho anh em xem. Thì con này khách gặp ha, bữa nay mình giao cái em CBR mẫu mới, bản HRC 2022, với lại mình giao con MT15 cho khách quen nè. Khách đó thì quá quen rồi, chơi ở đây rất là nhiều rồi đó. Giờ mình dắt cho anh em chiêm ngưỡng ha. Em này thì còn sổ bảo hành, bảo dưỡng đầy đủ luôn. Thì này bữa nay mình giao cho khách đó anh em. Thì mình hướng dẫn nãy giờ, mình hướng dẫn. Ủa anh cao mét mấy đó? Sao mấy anh ngồi thử xe thôi. Đó, ảnh là chủ của con này luôn nha anh em. Nhìn xe mới keng xà beng luôn. Xe thì còn sổ bảo hành đầy đủ luôn nha anh em. Đây sổ bảo hành là mình giao cho ảnh đầy đủ hết luôn. Sổ bảo hành, sổ hướng dẫn sử dụng. Thì tướng anh ngồi con này em cảm thấy hợp á, nó nhẹ được cái nhẹ, mới tập chơi thì tập chơi ok nha anh em. Chứ nhiều anh em nói là mới tập chơi mà quất mấy con bự lên là nặng, với lại nó té chày rồi mệt lắm. Còn mấy con này nhẹ, mình có thể điều khiển được đó. Xe này thì đã dán keo nguyên con, em quay thấy xe đẹp không đó, mình giao cho ảnh luôn á. Ảnh này là cũng anh em quen biết. Odo nè anh em. Giờ hai anh em muốn nghe tiếng máy thì tiếng máy con này thì nó em ru thôi. Nó em ru thôi nè đó. Thì xe mới thì nó em như ẹt vậy đó. Em như ẹt. Đó. Mấy xe này là mình bán rồi nha, mình giao cho khách, có khách luôn nha. Anh em đừng hỏi nó rồi, khách quen. Khách này quá quen luôn anh em, lên nhiều clip mình mua xe nhiều rồi. Bây giờ ảnh đổi qua dòng MT15. Con này bô cũng đã mà. Để nghe tiếng bô MT15, mình giao cho khách quen MT15 nha. Máy này máy VVA, nồi chống trượt Clipper Plus. Đó. Nó là cam biến thiên. Cái dên nó nhỏ hơn. Theo mình nhớ là vậy á, nó tiết kiệm xăng hơn và bốc hơn. Ở cho những dòng tour đầu tiên, những giải tour đầu á. Bô zin, xe zin. Nè con xe này cho anh em coi. Mình kiếm cho ổng là con xe, thấy không? Keng, rất là keng luôn anh em, thấy không? Rất là keng và bóng luôn. Ở trong nhà mà trời mưa tối thui mà nó còn bóng cỡ đó. Anh em có thể quay trời mưa cho anh em coi. Nó rất là tối thui, đó, bóng cỡ đó. Con này thì đâu anh em mình phụ bên xuống cái ngồi thử cho mấy anh em lên clip giao lưu coi. Con này thì cũng còn sổ bảo hành luôn. Rồi. Bên anh dỡ cái bên xuống. Rồi. Rồi ngồi thử. Này chắc 1m7 mấy ha, 1m72, ngồi con này thì quá ok rồi, quá thoải mái rồi. Này hơi chóng tí quá, hơi cao quá. Ừ nhưng mà được mà, được mà, tướng mình hợp mà, ok đó, đẹp á, thì rất là đã ha. Đó mình bữa nay là mình giao hai chiếc cho hai anh em cũng thân thiết. Ok mà, thoải mái mà, chở gái ok. Ảnh là ảnh có nhu cầu là hồi trước anh đi R15, bữa nay ảnh qua ảnh đổi con này ở chở gái chứ gì nữa. Đó xe của ảnh nè, thì bữa nay mình về hai con R15 luôn. Hai con này là con này tháng 1 2020, con này là 2019. Hai con đều là 4X nha anh em nha, rất là rẻ luôn. Anh em trải nghiệm chơi là ok luôn á, xe là bảo trì bảo dưỡng lý lịch đầy đủ luôn. Rồi vô đây mình cho anh em thêm một con Vario nữa. Vario này mới luôn nha anh em, tháng 12/2021. Xe là mới đi mấy ngàn cây thôi, xe còn mới tinh luôn, mọi thứ đều mới. Mình bán 46 triệu cho anh em nha nè. Gai vỏ chỉ còn đầy đủ luôn nè anh em. Đó, dĩa, nói chung là mới tinh á, bây giờ không có cái gì để nói nữa luôn anh em. Em quay con ốc em. Nè, ốc chụp chụp ốc còn luôn nè. Đó thì anh em mà chơi xe thì anh em biết nè, gỡ chụp ốc luôn nè. Xe mới luôn à, chú này lớn tuổi nha. Chú này là hồi trước có con chơi xe bên mình rồi, chú gửi chiếc tay ga bán luôn. Xe này mua mới là 61 triệu nha anh em. Xe này biển Sài Gòn nha anh em. Quay cái biển Sài Gòn anh em xem. Thì biển Sài Gòn thì nó sẽ mắc hơn nha anh em. Nhiều anh em mua biển tỉnh đừng có so sánh nha. Mẫu này là mẫu Vario 150 phân khối. 150 Vario 150 này, xe rất là mới luôn. Mọi thứ là chưa có chạy suốt rồi luôn anh em. Xe mới đây mà. Đó thì anh em coi anh em có thể đánh giá. Hai chìa khóa zin đầy đủ nha anh em. Xe này là còn hai chìa đầy đủ không? Chú bọc trong cái bọc ni lông rất là kỹ. Đó nè có cái miếng này gọi miếng gì, miếng này là bao liếm luôn anh em, nó mới tinh luôn nè anh em, coi clip là anh em có thể thấy rõ đó. Anh em liên hệ mình sớm thì mình để xe cho anh em nha. Đó biển Sài Gòn
46 triệu cho một con xe rất là ngon. Là cái giọt, cái yên nè, mới, mọi thứ mới luôn á, liếm được luôn á. Em quay tổng thể xa xa ra cho anh em coi con Vario. Vario này thì rất là mạnh, nhẹ nhàng, thoải mái. Nè còn chi, coi cái ghét trên sau nè, em quay cái ghét trên sau nè, nó rung là xe mới lắm em, mới to là mới cáo nè, cái lò xo nè. Đó, anh em coi những cái vài điểm tem nè, anh em coi vài điểm là anh em có thể thể thấy là xe nó mới cỡ nào. Đó, em ly từ từ ra cho anh em dễ coi. Để đề máy cho anh em nghe cái. À, này đang đá chân trống hả? Này đang đá chân trống đúng không? Không lâu rồi không có chạy xe này. À, cái chìa khóa nó phải ở gần, cái chìa khóa thằng đệ mình nó giữ rồi. Chìa khóa thằng đệ mình nó giữ rồi, không có ở đây. Đó, thì xe mới anh em ghé xem nha anh em nha. Mấy xe này thì mình bay lẹ lắm, mấy xe tay ga mà mới ken gì là mình bay lẹ lắm. À, mình nói sự tích cho chú đó mua con này về, nhưng mà đi không có hợp anh em. Chú đó khoảng, mình coi trong cà vẹt là chú đó khoảng 50 rồi đó, 50, 52. Mua con này về không hợp, cho nên chú để cho mình bán. Chìa khóa ai giữ vậy ta? Rồi, để cho mình bán rồi. Em quay sơ một vòng cho anh em xem con Vario 150. Mấy vòng hả? Rồi mình còn có con Z9 180 triệu cho anh em nữa là xong hết hết xe rồi. Anh em đặt hết rồi, dãy ngồi đây là anh em đặt xe rồi. Và ok, bắt tay cái nè, khách quá quen rồi. Này là chơi xe bên em xong rồi bảo trì bảo dưỡng bên em luôn, làm hết mọi thứ bên em luôn. Bây giờ đổi xe cũng đổi bên em. Đó, thì anh này hồi xưa đi làm chung anh em quay phim á. À, chắc ảnh cũng lên phim nhiều á, hậu trường anh em coi phim là biết ảnh á. Thì hồi xưa mình quay phim với ảnh nhiều rồi, xong rồi mình ra mình làm, em ra em làm YouTube, em chơi xe. Em chơi xe thế mấy năm rồi, xong rồi em lên em bán xe. Chơi xong rồi bán luôn. Tại mình chơi mình biết nhiều dòng mà, mấy cái dòng xe này thì nó dễ lắm anh. Một máy dễ lên mấy cái dòng bọt bay mà bốn mấy, mấy cái dòng mà nó che lại hết á. Nó càng cao là càng phức tạp, lên càng cao là càng phức tạp, nó nhiều cái chức năng phức tạp thì nó càng ngày càng khó coi. Còn mấy dòng này thì nó dễ thôi, nó chỉ có cục máy rồi dàn áo rồi sườn bọng rồi thôi, hết rồi, đâu có gì đâu nha. Nó đâu có điện tử ga điện rồi, nó không có chế độ lái rồi. Thì mấy dòng này mấy dòng cho anh em mới tập chạy nó ok. Dạ không, em thấy chơi tới dòng này là cũng dạng có tiền chơi gì được, mấy chục triệu rồi chứ đâu phải ít đâu anh. Rồi đó, đây là hai con R15 này là mình bán 4x nha anh em. Đó, 4x nhỏ anh em dễ chơi, mới tập chạy dễ chơi dễ lái. Xe là bảo trì bảo dưỡng đầy đủ hết luôn, không có thiếu gì hết. Anh em nào cứ mua xe cứ liên hệ mình. Đó, tất cả. Rồi ok vậy nha anh em, kết thúc clip nha. Rồi, hello anh em, đã quay trở lại shop của Minh Biker ha. Hôm nay shop về con R15 nè, xe này rẻ tiền dễ chơi nè, 45 triệu. 45 triệu cho một em xe để trải nghiệm nha anh em nha. Xe là có nhúng carbon đầy đủ nha, đồ chơi đầy đủ, chống đổ xi nhan, kính gù, che cát nước, xe biển số thành phố. Đó, rồi cạc nhúng, cái này là nhúng carbon nha, một nửa nhúng một nửa dán nha anh em. Chỉ có 45 triệu thôi nha, xe đầy đủ đồ chơi, biển số thành phố, có trắng bùng nè ha. Đồ là vỏ là mới hết nha anh em, vỏ thay mới Michelin luôn ha. Bố thắng dày, dĩ sao dày, nói chung là dĩ sao không chảy xước nha, bố thắng còn nguyên nha. Đó, odo là hình như 23.000 nha anh em. Hai chìa khóa zin đầy đủ nha anh em. Rồi, rồi đề máy cho anh em xem. Đề máy. Xe đầy đủ đồ chơi, nhúng carbon nè. Đó, xe lịch sử bảo trì bảo dưỡng đầy đủ nha, lọc gió lọc nhớ còn thay hết sạch nha anh em. Quá đẹp luôn, 45 triệu. Này mình bán xe lớn không nha anh em, mấy xe nhỏ này lâu lâu có khách đổi xe nên mình có dư ra để cho anh em chạy nha. Đấy, mấy anh em người ta đi con này xong người ta lên phân khối nè, người ta đổi ra dư, cho nên xe đồ chơi đầy đủ luôn.
nhìn rất là đẹp, bắt mắt. Đó. Và xe trước khi bán là người ta có bảo trì bảo dưỡng đầy đủ rồi nha. Đó. Xe quá rẻ luôn, về chơi thời gian là quá ngon. Xe chính chủ còn ủy quyền.